phát hiện người mắc Covid-19 từ ổ đá gà ăn tiền. Từ tin tố giác, công an huyện Gò Công Đông bắt quả tang hàng chục người tụ tập đá gà ăn tiền. Qua test nhanh, phát hiện một ca mắc Covid-19. Qua tin tối giác của quân chúng, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị. Tại hiện trường, 47 đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật gồm 4 con gà hai cặp cửa bằng kim loại, một cân đồng hồ, tạm giữ 30 xe mô tô, 30 điện thoại di động, trên 200 triệu đồng và một số vật dụng khác. Lực lượng chức năng tiến hành test nhanh kháng nguyên sát cov 2 cho các đối tượng. Kết quả có một đối tượng dương tính. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tăng vật cho Công an huyện Gò Công Đông để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời phối hợp ngành y tế địa phương tiến hành các biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.